đến khi gặp lại thì hai anh em vẫn cảm thấy được độ thân thiết với nhau. Và khi hai em bắt đầu được ra mắt ở cấp độ đội tuyển thì đối với mình luôn cảm thấy rất là vui và tự hào về vấn đề được ra mắt như vậy. Và khi mình còn nhớ là khi năm anh em lần đầu tiên được đi thiếu gia ở Nhật Bản thì hai anh em cũng ở đấy là cũng nắm tay nhau đi con đường cát ở Nhật Bản và cũng chụp ảnh cho nhau rất là nhiều, có rất là nhiều kỷ niệm đẹp bên đấy. Khi đối với mình, Quang Hải là một người rất là trưởng thành, suy nghĩ chuyện gì rất là làm tất cả mọi việc đều suy nghĩ trước. Và khi Quang Hải nói mình là sẽ làm đám cưới với cả Thanh Huyền thì mình đang nghĩ là Quang Hải đã chọn đúng người vợ của mình sau này. Và khi đứng ở đây và được nhìn thấy hai em được hạnh phúc bên này thì mình cảm thấy rất là vui và mình hy vọng là hai em sẽ luôn hạnh phúc và sẽ luôn vui vẻ, vì đối mình Quang Hải xứng đáng nhận được tất cả những cái niềm hạnh phúc vui vẻ như ngày hôm nay. Còn chuyện mình viết thiệp cưới cho Quang Hải thì đa phần tất cả ở đây mọi người đều nhận được thiệp cưới, nhưng mà chơi hơi vẻ hơi nhiều, nhưng mà mình thì mình hy vọng là mọi người thấy chữ xấu thì mọi người chỉ giữ trong lòng thôi, thì không nên là nói đến mạng. Nhưng mà thật ra khi mà được viết thiệp cho Quang Hải mình cảm thấy rất là vui với vấn đề đó, thì dù sao là hai em đã gắn bó với nhau rất là lâu rồi, được viết cái thiệp cưới gửi đến tặng cho mọi người thì đó là điều mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà có một vấn đề là sau khi viết thiệp cưới xong thì lại thiếu đi một nhân vật rất là quan trọng. À không, anh chưa quan trọng như thế. Thì thiếu một nhân vật rất là quan trọng mà hôm nay nhân vật quan trọng ấy đã xuất hiện ở đây. Đợi đi để cho mọi người hồi hộp á. Đây, nhân vật quan trọng là trong cái hộp này. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ ra mở ra để cho mọi người cùng xuất hiện chào đón người xuất hiện trong ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.